Trạm nhồi máu cơ tim, Nghĩa ra tù. Bà Sinh nói ra sự thật, con gái của Hà là con ruột của Nghĩa. Cuối cùng thì mọi sự thật cũng đã được phơi bày, nhưng nó lại phơi bày một cách trần trụi và cay đắng. Nghĩa đã ra tù 3 năm y án, trở về vẫn còn đó là gia đình, cô vợ An Nhiên và bé Gôn. Nhưng 3 năm qua, hắn ta đâu biết rằng hắn đã bị che mắt trước một sự thật đầy kinh khủng bởi chính bàn tay đạo diễn tàn ác thâm độc của An Nhiên. Bao năm qua, ả ta đã ăn vụng sau lưng, rồi chính cả Gôn cũng phải không phải là con của hắn. Nhưng may mắn, Nghĩa vẫn còn đó là một người mẹ nhân từ đáng kính. Vì lỡ lời thề lời hứa với bà Lan và Hà năm nào, và cũng là để cho Nghĩa không phải suy nghĩ đau đớn trong thời gian thụ lý án tù, mẹ Sinh đã im lặng mà không cho hắn biết sự thật về đứa con của Hà. Nhưng giờ đây bà không thể im lặng mãi được, bà cần phải cho Nghĩa biết sự thật này. Nghĩa, vậy là con cũng đã trở về, mẹ vui lắm. Nhưng cũng sự thật này mẹ cần phải nói cho con biết. Bà Sinh ngập ngừng ngồi trước mặt Nghĩa. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ cứ nói đi. Nghĩa cầm lấy bàn tay mẹ Sinh nhẹ nhàng. Mẹ xin lỗi. Đúng ra mẹ phải nói cho con sớm hơn thì chắc giờ đây mọi việc đã khác. Nhưng là vì lời hứa và nguyện vọng của cái Hà nên mẹ không thể. Mẹ bảo sao? Hà, sao lại có chuyện gì liên quan đến cô ta ở đây? Nghĩa ngạc nhiên nhìn mẹ. Bà Sinh trầm ngâm, nghẹn ngào cúi xuống không nói nên lời. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ không thể nói với con cơ chứ? Thời gian qua ở trong tù, con cũng đã ngậm lại nhiều điều. Con đã sai, rất sai với cô ấy. Con nợ cô ấy rất nhiều. Dù cho con đã trả thù cô ấy đến tồi tệ, đẩy cô ấy vào tù, cướp Lan Hạ, rồi khiến cô ấy không thể có con, vậy mà cô ấy vẫn làm đơn giảm án và bỏ qua tất cả mọi sai lầm của con. Con thực sự rất hối hận vì đã đánh mất Hà. Nghĩa thở dài thườn thượt. Không phải chuyện đó con ơi. Vậy còn chuyện gì liên quan tới Hà nữa hả mẹ? Bà Sinh quay mặt ra ngoài, đưa tay lau hàng nước mắt đang chảy. Nghĩa chạy sang trước mặt nhìn vào mắt mẹ. Mẹ, mẹ nói đi, đừng làm con phải nóng ruột. Con gái cái Hà chính là con ruột của con đấy. Bà Sinh đau khổ tột cùng. Sao, mẹ nói cái gì? Con của Hà là con gái của con ư? Nghĩa hỏi dồn dập. Không thể như thế được, chính con đã cho cô ta uống thuốc tránh thai hàng ngày mà. Là mẹ đã tráo thuốc của con đấy. Sao, mẹ đã tráo lọ thuốc của con ư? Vậy còn chuyện cô ta thừa nhận có con với thằng Vũ kia thì sao? Chẳng nhẽ là cô ta lừa con? Nghĩa hoang mang. Nó không lừa con, là nó không muốn một kẻ như con làm bố của đứa bé, con hiểu chưa? Nghĩa ngồi phịch xuống. Đúng rồi, một kẻ như con sao xứng đáng làm bố chứ? Một kẻ mà tống ông ngoại của nó vào tù, rồi còn không muốn mẹ sinh ra nó mà, làm sao con xứng chứ? Nghĩa lẩm bẩm rồi run lên. Hắn vội vàng đứng dậy loàng quàng. Nghĩa, con đi đâu? Con phải đi tìm cô ấy. Con phải gặp con gái của con. Hắn chạy ra cửa mặc cho tiếng của mẹ Sinh gọi theo.